chúng ta có bài toán như sau. Ta có thể dùng đường thẳng màu xanh để nối hai điểm màu đen bất kỳ. Hãy nối hai điểm màu đen bất kỳ bằng đường thẳng màu xanh, sao cho đường thẳng màu xanh vuông góc với đường nét đất màu hồng. Đề bài cho chúng ta một đường nét đất màu hồng, một đường thẳng màu xanh và ba điểm màu đen. Chúng ta cần di chuyển đường thẳng màu xanh sao cho đường thẳng này đi qua hai trong ba điểm màu đen và vuông góc với đường nét đất. Trong bài này, chúng ta có ba điểm màu đen. Đầu tiên, chúng ta sẽ thử di chuyển đường thẳng màu xanh để đường thẳng này đi qua điểm màu đen thứ nhất và điểm màu đen thứ hai các bạn quan sát hình nhé chúng ta thấy đường thẳng màu xanh song song với đường nét đất màu hồng chứ không vuông góc vậy ta hãy thử lại nhé chúng ta sẽ di chuyển đường màu xanh để đường thẳng này đi qua điểm màu đen thứ ba ở dưới các bạn quan sát hình nhé chúng ta thấy đường thẳng màu xanh và đường thẳng màu hồng cắt nhau nhưng chưa tạo thành các góc vuông vậy chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đường màu xanh đi qua điểm đen này Bây giờ, đường thẳng màu xanh đã vuông góc với đường nét đất. Chúng ta thử kiểm tra kết quả nhé. Rất chính xác, hãy cùng nhau làm thêm một câu nữa nhé. Bài tập tiếp theo khác với bài trước, chúng ta cần di chuyển đường thẳng màu xanh đi qua hai điểm màu đen, sao cho đường thẳng màu xanh song song với đường nét đất màu hồng. Ta đã biết, hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ di chuyển đường màu xanh, để đường thẳng này đi qua điểm màu đen thứ nhất và điểm màu đen thứ hai các bạn quan sát nhé, đường màu xanh đã song song với đường nét đất màu hồng. Ở bài tập cuối cùng, chúng ta cần di chuyển đường thẳng màu xanh đi qua hai điểm màu đen bất kỳ, sao cho đường thẳng màu xanh vuông góc với đường nét đất. Các bạn quan sát hình nhé, chúng ta thấy đường thẳng màu xanh đã vuông góc với đường nét đất rồi, nhưng đường thẳng màu xanh chưa đi qua hai điểm màu đen. Vậy chúng ta sẽ di chuyển đường thẳng màu xanh đi qua hai điểm màu đen ở dưới. Bây giờ, đường thẳng màu xanh đã đi qua hai điểm màu đen và vuông góc với đường nét đất màu hồng. Chúng ta sẽ kiểm tra kết quả một lần nữa. Rất chính xác. Vậy chúng ta đã luyện tập xong cách vẽ hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song rồi.